Cho nên rất là tin xin phép từ đầu đến tất cả quý vị là chàng trai chồng nhất. Và hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ những thành viên tiếp theo bắt đầu Lô tô Sài Gòn Tân Thời đã đến với thành phố Tây Úc rất xinh đẹp và cùng gặp gỡ với tất cả chúng ta. Người đẹp Thi Thanh Vân lậu đâu vậy? Đâu vậy? Thi Thanh Vân lậu đoạt huy chương vàng, hồi nát một già quý vị nha. Rồi, để chào đi em, không sao cả, mình hồi nát lại một tiếng mà. Rồi, người đâu vậy? Rất xinh đẹp. Và đặc biệt của ấy chưa có người yêu nha, ưu tiên cho các chủ tiệm vàng và đại gia bất động sản. Bây giờ chúng ta cùng chào đón nữ hoàng Mông Cổ. Sở dĩ gọi là Mông Cổ không phải cổ đến từ Mông Cổ, mà cổ không có cần cổ và cũng không có mông quý vị. Người đẹp Cẩm Nhung quý vị nhé. Yeah, rất dễ thương. Quý vị có thể nói là thấy là cái lời nói lộn rất là đúng nha. Không có cần cổ và không có mông, tất cả là đều là đồ giả quý vị nhé. Ngay bây giờ một tràng pháo tay thật lớn cho người đẹp Nhã Vy đúng gì? Kính thưa quý vị, Nhã Vy là một trong những tay lái cường phôi tại thành phố Hồ Chí Minh chạy Grab quý vị ơi. Dạ, nhưng mà sau 8 lần bị công an bắt bằng lái thì bây giờ cô ấy đã có bằng lái giả trong tay. Người đẹp Nhã Vy thưa quý vị. Kính thưa quý vị, một trong những nhan sắc của Sài Gòn Tân Thời lần đầu tiên đến Đỗ Châu, chúng ta cùng chào đón Cao Cao núi Tây Nguyên, nơi đẹp hương quả thưa quý vị. Kính thưa quý vị, tại sao mình nói là Cao Cao núi? Bởi khả năng quay nó búng từ đây lên trần một cái màu quý vị nha. Và nó nhảy rất là dữ. Hôm nay mà anh nào và chị nào mà nhảy đến chân ở thành phố mình thì chuẩn bị nha. Đó, nó nhảy những con cào cào cho nên nó có bị tên là Cao Cao núi Tây Nguyên đẹp hương quả thưa quý vị. Và bây giờ lời nói tiếp theo xin cho Lộ Lộ thay mặt cho những thành viên xinh đẹp của Sài Gòn Tân Thời gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, quý vị thân mến, thì đây là lần thứ 2 Sài Gòn Tân Thời đến với Tây Úc và có 2 thành viên cũ là em và Thương Thanh Vân. Không biết em hỏi là lần trước có ai đã gặp gỡ tụi em rồi, cho em xin một cánh tay được không ạ? Dạ, rồi dạ. Con cảm ơn cô bác rất là nhiều và em cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian quý báu đến với show ngày hôm nay. Và cảm ơn Bảo Xuyên cùng với nhân viên đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Sài Gòn Tân Thời để biểu diễn phục vụ bà con cô bác mình. Xin gửi lời chào đến với sức khỏe đến với tất cả quý vị nhà có mặt cái buổi tối ngày hôm nay ạ. Thank you, rất là đáng nha. Dạ, cái giọng đàn ông là tại vì lạnh quá nó hơi khàn một chút xíu nha, quý vị thông cảm. Ok, và cô ấy đang độc thân quý vị nha. Nếu bây giờ chúng ta cùng đến với hương quả được không ạ? Vâng ạ, và lời nói đầu tiên xin phép là lời hương quả gửi đến tất cả quý vị đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nha. Dạ, chút xíu nữa mà quý vị có khui rượu bia mà không có đồ khui hãy nhờ cái rượu mùi của ấy nha, hoặc là đồ rất cao có thể khui bia được quý vị. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đến với người đẹp tiếp theo Nhã Vy ạ. Vâng, lời nói đầu tiên em là Nhã Vy xin gửi lời chúc các toàn thể anh chị cô chú có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa quý vị, nữ hoàng của chúng ta, một trong những người đẹp cao tuổi nhất của tối hôm nay, chúng ta cùng chào đón chị Cẩm Nhung, xin mời lời chào đi ạ. Vâng, tuy rằng em cao tuổi nhưng tâm hồn em rất là nhỏ bé, và lời nói đầu tiên cho phép Cẩm Nhung gửi lời chào đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị và tất cả đặc biệt là các anh, một lời chào trân trọng. Trời ơi, đặc biệt là các anh, trời ơi, tức ghê vậy đó. Cái đó cái gì? Yeah, we love you, yeah. Trời ơi, me too, yeah. Trời ơi, bạc gửi ngàn nụ hôn tới anh. Ngay bây giờ, còn chờ đợi gì nữa, tụi em sẽ xà xuống dưới. Xa vào lòng quý vị để tặng vé lô tô trong lời đầu tiên quý vị. Mười sáu bọn này kia đấy hai chị đào, hai chị đây hai chị già, tấm leo lý tưởng của anh và của em đúng đâu đời người, tấm leo lý tưởng của anh và của em đúng đâu đời người, tấm leo lý tưởng đó ta sẽ đồng hành bằng tình, không ai mà yêu bằng tình khi ta đến nhìn một bài con xinh 29 hàng một mấy chị số chị ra mấy của mấy chị này số chị ra mấy chị ra mấy chị ra mấy chị ra mấy chị ra em gái dù quê nơi trong cha cuộc đời trong cha dặm mưa trái nắng nước yêu đắng đẹp ngày rằm con 15 đâu con 15 con 15 con 15 con 15 có kinh chưa chị? tiếng. Ủa, chị thấy chưa có kênh, chưa có kênh. Mới chờ mà mới đợi mấy gì đây, con số gì đây, số gì đây, bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có một lần, đã trọn vẹn hiến dâng với anh. Em anh là người tình trăm năm, 25 số gì ra, số gì ra, số gì ra. Ok, số gì ra. Cái giữa kia mà em kể có bốn thầy trò lên núi mà thỉnh kinh nhặt cái bụng trần lên là trừ bát giới, đánh tay chơi mới là quỷ gia tăng, cái mặt mà hay nhất là trường phải tam tạng, cái cánh hiệu mà là hồng hài nhi, người mà có lông gà có lông thì người nào mà không có, ai mà không có lông á sao tốt tốt trong ký á, trong ký. Ok thì đấu lại cái gì nói có lông thì ai cũng có lông rồi mà nội thôi. Rồi người mà có lông là âm thái tử, cái người hung dữ là còn hài nhi, người cầm cái ly là Quan Âm Bồ Tát, người ôm mình bá Phật Tổ mình Như Lai, quá bếp bàn tay rốt cái anh chỉ đổ. Còn số 1, còn số 1, còn số 1, con số 1 có ai đợi chưa? Mày chị đã xuống chị đi xuống, chị đã xuống chị đã từng trải, hai đứa yêu nhau một ước thật nhiều, chà la đi ra hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, chà la đi ra một bằng hai đứa cứ chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, để mình đẹp mái có em và anh, để mình đẹp mái dưới tóc liều xinh. Còn số 9, 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 còn mày kỳ đi mày kỳ đã. Chê ơi chê yêu em chỉ vì chê nè, mày dùng đồng sông nước miền Tây có bát lớn gò đen phố thừa, mày uống nước giữa trời mày đi đâu mà chỉ nhớ ghé qua đây quê mình miền Tây chơi lô tô đã yên, tối về ngủ yên mai mình đi Long Xuyên là con 11 nguyên, con 11, con 11, con 11 gạch gạch vô con 11. Mấy gì đây con số gì đây, mấy gì ra con số gì đây, số gì ra, số gì ra. Rồi mình đi kiếm nước xanh mình kết làm anh, rồi mình đi kiếm trúc xanh trồng hết xung quanh, ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chia tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, em đi mình ngắm chị Hà, đời mình đẹp mái có ai bằng ta, đời mình đẹp mái dưới túp lều xinh. 49, 49, 49 hỏi bà bên đây biết cho bà không mà kêu mà ủy quyền chưa có ai kêu hết trơn. Mấy chị dù chị ra, mấy 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 chị ra, trong căn nhà quay vừa vừa có ma đâu đầu ra làm em cái giật mình, con ma đầu đến hàng răng nó trắng tinh nó lúc đầu ra làm em cái hú hột là tam giác cờ hận cho tô trên đường dân hú hột. Dạ chị có kênh hả chị? Tới ngày hôm nay xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn chị Loan rất là nhiều. Ôi vậy là vinh dự nữa ha. Trời rất là hạnh phúc luôn, phải không chị Thị? Còn cái gì bằng mà khi mình lên sân khấu Bảo Xuyên xuất hiện được quý vị yêu thương, làm show thì quý vị ủng hộ vé xuất hiện trên sân khấu bằng những cái dàn vỗ tay quý vị, và đứng trên sân khấu lại được chị Loan tặng hoa nữa. Rất cảm ơn Bảo Xuyên rất là nhiều. Thưa quý vị, Bảo Xuyên lấy chủ đề cho đêm nay là Cậu ơi ta đã từng yêu với một hai cái điểm nhấn. Thứ nhất là team Lô Tô Show của các bạn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời và nghệ sĩ Lộ Lộ sẽ biểu diễn cho tất cả quý vị một cái ca khúc và gắn liền với tên tuổi của cô, cũng như là hot nhất hiện nay ở trên xã hội là Cậu ơi. Và đặc biệt là với sự xuất hiện của nữ ca sĩ hải ngoại chúng ta chuyến Nhã Vy bài này Ngọc Liên với ca khúc chủ đề điểm nhấn Ta Đã Từng Yêu. Mong rằng đêm ngày hôm nay quý vị sẽ vui hết mình cùng với Lô Tô và nhảy hết mình cùng với Ngọc Liên và tất cả chúng tôi, được không ạ? Vâng, thưa quý vị, để bắt đầu chương trình thì Bảo Xuyên có một đôi lời cảm ơn. Tiếp thì Bảo Xuyên xin được cảm ơn ban nhạc Kim Bầu, một cháo tay dành tặng cho 4 anh được không ạ? Em xin được cảm ơn 4 anh rất là nhiều. Và xin được cảm ơn chú Hai Quỳnh, xin được cảm ơn anh Hoàng, âm thanh ánh sáng rất là nhiệt tình và hỗ trợ cho show. Xin được cảm ơn chị Loan và anh Trực đã hỗ trợ những bó hoa để tặng cho nghệ sĩ. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị. Và thưa quý vị, Bảo Xuyên xin được tri ân đến tất cả mọi người ạ.